Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Trong những ngày cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, trước sức tấn công như vũ bão của quân giải phóng từ nhiều hướng, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa khi ấy là Nguyễn Văn Thiệu đã có hai quyết định lưu quân được cho là cực kỳ khó hiểu và phần nào đó đã tạo điều kiện cho quân giải phóng xốc tới và nhanh chóng tấn công giải phóng miền Nam. Quyết định triệt thoái khỏi Tây Nguyên. Trong suốt lịch sử chiến tranh xâm lược Việt Nam, cả người Pháp và người Mỹ đều đánh giá Tây Nguyên là lóc nhà của Đông Dương. Đó là một vùng có giá trị chiến lược quân sự quan trọng. Ai làm chủ được Tây Nguyên sẽ làm chủ được Đông Dương. Tuy nhiên, những ngày này của 46 năm về trước, quân đội Sài Gòn đã quyết định rút khỏi vùng đất chiến lược này. Đó không phải là một đợt lui binh chiến thuật, mà là một cuộc rút lui quy mô lớn với cả một quân đoàn được trang bị hiện đại, gồm hàng ngàn xe pháo và các trang thiết bị cồng kềnh. Quyết định rút lui này đã được đưa ra khi một quân đội Sài Gòn để mất thành phố Buôn Ma Thuột. Hơn một tháng sau cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên, tướng Việt Nam Cộng Hòa Phạm Văn Phú, người trên danh nghĩa đã chịu trách nhiệm về cuộc hành quân này, đã tự sát bằng thuốc độc. Và theo đánh giá của nhiều người thì trách nhiệm lẽ ra phải thuộc về Nguyễn Văn Thiệu, nhưng vì phải lãnh đạn thay nên viên tướng này mới uất đức tự tìm đến cái chết. Một quyết định bất ngờ, sai lầm về chiến lược. Trưa ngày 14 tháng 3 năm 1975, sau nhiều nỗ lực phản kích tái chiếm lại Buôn Ma Thuột không thành công, Tổng thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu đã vội vã bay ra Cam Ranh họp với tướng Phạm Văn Phú và các tướng lĩnh quân đội khác bàn bạc về tình hình chiến sự tại vùng 2 chiến thuật. Cùng dự cuộc họp này còn có các tướng lĩnh như Trần Thiện Khiêm, Cao Văn Viên và Đặng Văn Quang. Tại cuộc họp này, Nguyễn Văn Thiệu đã đưa ra một quyết định bất ngờ là trong khi vẫn còn khả năng phòng thủ thì quân đội Sài Gòn sẽ bỏ cao nguyên, rút về co cụm giữ các tỉnh duyên hải miền Trung. Quyết định này của ông Thiệu đã làm cho cả CIA và Lầu Năm Góc cũng phải ngạc nhiên. Kế hoạch rút quân này được hoạch định và thông qua một cách bí mật, không thông báo cho các tỉnh để họ có thể tự thủ. Kể từ khi Việt Nam bị chia cắt thì đây là lần đầu tiên mà một quyết định tháo chạy khỏi một địa bàn quan trọng gồm có 7 tỉnh với 1,7 triệu dân được đưa ra báo hiệu sự cáo chung của chính quyền Sài Gòn. Khi kế hoạch rút quân được thông qua, Nguyễn Văn Thiệu hỏi những người dự họp sẽ rút quân bằng đường nào, vì đường nào cũng bị cắt và họ đã tìm ra con đường rút quân là đường số 14 vì con đường này rất xấu và đã bỏ lâu không dùng. Như vậy, Việt Cộng cũng sẽ không chú ý. Mặc dù được giữ bí mật, thế nhưng khi mà các đơn vị quân đoàn 2 rút lui thì lực lượng ở các tỉnh cũng tháo chạy và tạo ra một cảnh tượng tháo chạy hỗn loạn chưa từng thấy. Quân đoàn 2 từng được mệnh danh là Nam Bình, Bắc Phạt, Cao Nguyên Trấn, giờ đây chỉ còn là một đống hỗn độn. Để mất Tây Nguyên, tướng 2 sao Phạm Văn Phú đã tự kết liễu đời mình, theo nhiều nguồn tin thì bằng thuốc độc, hoặc có nguồn khác thì cho rằng ông ta kết thúc cuộc đời bằng một viên đạn súng ngắn vào đầu. Sai lầm về chiến lược rút chạy khỏi Tây Nguyên của Nguyễn Văn Thiệu đã làm thay đổi cục diện chiến tranh theo hướng thất bại không thể tránh khỏi cho Sài Gòn. Vì sao Nguyễn Văn Thiệu rút quân khỏi Tây Nguyên? Người quyết định rút bỏ cao nguyên là Tổng thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu, là một sĩ quan lục quân được đào tạo bài bản theo chương trình của Pháp. Trước khi bước vào chính trường, Thiệu không thể không hiểu vị trí chiến lược của Tây Nguyên. Vậy thì vì sao ông ta lại quyết định đi một nước cờ như vậy? Trong cuốn sách Khi đồng minh tháo chạy, ông Nguyễn Tiến Hưng, phụ tá của ông Thiệu, đã cố gắng trả lời câu hỏi này dựa trên các sự kiện liên quan. Theo đó, ảnh hưởng lớn nhất cho quyết định này là tình hình viện trợ quân sự của Mỹ. Giữa tháng 8 năm 1974, Quốc hội Mỹ đã duyệt mức chuẩn chi viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa ở con số 700 triệu đô. Cũng thời điểm đó, theo tính toán của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thì dự trữ đạn dược và xăng dầu đã gần cạn. Nếu không có bổ sung thì dự trữ đạn tồn kho chỉ đủ cung ứng từ 30 đến 45 ngày. Tướng Cao Văn Viên nói rằng, số đạn tồn kho sẽ hết vào tháng 6 năm 1975 nếu không nhận được thêm viện trợ. Trên cơ sở đó, một số tướng lĩnh Sài Gòn dưới sự cố vấn của sĩ quan Mỹ đã đề xuất lên ông Thiệu ý tưởng rút bỏ cao nguyên nếu quân giải phóng tấn công. Ông Nguyễn Tiến Hưng kể lại rằng, trong một cuộc họp hồi cuối năm 1974, ông ta đã đọc được một số tài liệu phân tích ảnh hưởng của mức viện trợ quân sự tới khả năng chiến đấu và phân chia cho từng quân, binh chủng. Theo đó, mức viện trợ quân sự là 1,4 tỷ đô thì có thể giữ được tất cả những khu đông dân của cả 4 vùng chiến thuật. Nếu là 1,1 tỷ đô thì vùng 1 phải bỏ. Nếu là 900 triệu thì khó giữ được dân ở vùng 1, vùng 2 chiến thuật. Nếu là 750 triệu thì chỉ có thể phòng thủ ở một vài khu vực chọn lọc. Nếu dưới 600 triệu thì chỉ còn giữ được Sài Gòn và vùng châu thổ sông Cửu Long. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 8 năm 1974, một nhóm nghiên cứu của quân đội Sài Gòn được chuẩn tướng về hưu Ted Sarong của Australia cố vấn đã đi đến kết luận là quân đội Sài Gòn nên bỏ vùng 1 và vùng 2, tập trung lại để chỉ giữ một tuyến từ Tây Ninh tới Nha Trang. Như vậy, quyết định rút khỏi cao nguyên của ông Thiệu ít nhất đã được xem xét từ trước đó vài tháng, nhưng không phải dựa trên những cân nhắc về chiến lược hay chiến thuật quân sự mà chỉ dựa trên những con số viện trợ từ Mỹ. Và qua đó,
cho thấy rõ được sự phụ thuộc của quân đội Sài Gòn vào quân Mỹ. Quyết định rời bỏ quân khu 1. Trong khi chiến sự tại địa bàn quân khu 1 đang diễn ra với mức độ ác liệt gia tăng, thì ngày 13 tháng 3 năm 1975, Trung tướng Ngô Quang Trưởng được triệu tập về Sài Gòn. Trong cuộc họp cùng ngày, Ngô Quang Trưởng không để tin vào tai mình khi nghe một mệnh lệnh đột ngột từ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu yêu cầu bỏ lại phần lớn quân khu 1 rút về phòng thủ vùng duyên hải miền Trung. Riêng sư đoàn dù thì phải được rút ngay về bảo vệ biệt khu thủ đô. Tướng trưởng cố sức chứng minh rằng quân đoàn 1 có thể giữ vững địa bàn quân khu, rằng với hai sư đoàn dù và thủy quân lục chiến chưa sử dụng đến thì quân đoàn của ông ta có thể tổ chức và lấy lại những địa bàn đã mất. Thế nhưng mọi sự thuyết phục của tướng trưởng đều vô hiệu, và giống như trường hợp chỉ thị cho Tứ Phú rút quân khỏi Tây Nguyên, Tổng thống Thiệu một lần nữa lại coi quyết định của mình là tối hậu. Thái độ trước sau bất nhất của Nguyễn Văn Thiệu. Ngay cả thời điểm đó và cho đến hiện nay, giới nghiên cứu chính trị và quân sự Việt Nam cũng như quốc tế đều có chung một kết luận rằng các thảm họa quân sự của Việt Nam Cộng Hòa tại miền Trung và Tây Nguyên trong tháng 3 năm 1975 đều có chung một thủ phạm, đó là Nguyễn Văn Thiệu, với những quyết định tồi tệ tới mức mà nhà báo nổi tiếng Paul Dreyfus đã phải đánh giá. Thiệu đã tỏ rõ những hạn chế về tầm chiến lược, ngồi ở vị trí cao nhất là tướng, là tổng thống, là tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang, thế nhưng ông ta đã hành động như một viên hạ sĩ quan thiệt cận. Trong thời gian xảy ra những biến cố quân sự quan trọng tại quân khu 1 và quân khu 2, Nguyễn Văn Thiệu đã có tới 3-4 quyết định trái ngược nhau, trước sau bất nhất, thay đổi nhanh như trong chóng chỉ trong có vài ngày và không để cho các tướng dưới quyền có thời gian tổ chức lại việc phòng thủ. Ngày 14 tháng 3, chính Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh cho tướng Phạm Văn Phú bỏ Tây Nguyên rút về đồng bằng ven biển. Trước đó, ngày 13 tháng 3, cũng đích thân ông ta ra lệnh cho tướng Ngô Quang Trưởng phải bỏ quân khu 1 và trả sư đoàn dù về Sài Gòn, khiến Ngô Quang Trưởng uất ức, cay đắng và kinh tởm. Đến ngày 17 tháng 3, sau khi có sự can thiệp của đại tướng Cao Văn Viên, ông ta lại chấp nhận kế hoạch tử thủ theo kiểu một gốc hai cành của tướng trưởng. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, ngày 18 tháng 3, ông ta lại lệnh cho tướng Ngô Quang Trưởng và Lâm Quang Thi phải bỏ Huế và chỉ phòng thủ một khu vực ở Đà Nẵng mà thôi. Tới ngày 29 tháng 3, khi tướng trưởng là một trong những sĩ quan cao cấp cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa rút khỏi Đà Nẵng trên tàu HQ-404, thì Nguyễn Văn Thiệu lại ra một mệnh lệnh qua điện thoại yêu cầu tướng trưởng phải quay lại tái chiếm Đà Nẵng, khiến cho ông này phải quay lại trả lời ông Thiệu ngay rằng: "Thế bây giờ tôi lấy ai để theo chân tôi tái chiếm Đà Nẵng? Lính cháo đã phân tán mỗi người một nơi, cấp chỉ huy thì mạnh ai nấy thoát, làm sao tôi có thể làm được chuyện đó bây giờ?" Và những quyết định đó sau này đã làm cho tướng Ngô Quang Trưởng phải đi tới quyết luận rằng cái lẩm cẩm của Trung ương là không cho các thuộc cấp biết ý định của mình, nghĩa là tư lệnh các quân, binh chủng, tổng bộ trưởng, tư lệnh sư đoàn, v.v. đều không biết tí gì về lệnh rút quân của quân đoàn 1 và quân đoàn 2 cả. Do đó, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa tham mưu các cấp và không có kế hoạch rút quân đàng hoàng, lệnh ban ra đột ngột, không đủ thời gian để sắp đặt. Chưa hết, sau khi để mất hai quân khu quan trọng, thì ngày 3 tháng 4, Nguyễn Văn Thiệu còn lệnh cho Trung tướng Trần Văn Đôn mới ở Pháp về và mới nhậm chức Tổng trưởng Quốc phòng bắt tướng Nguyễn Văn Khánh và Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại phải làm bản tự khai. Còn các tướng Phạm Văn Phú, Lâm Quang Thi, Phạm Quốc Thuần, Dư Quốc Đống thì bị quản thúc. Vụ trừng phạt vô lối này đã bị các tướng Ngô Quang Trưởng và Lê Nguyên Khang phản ứng. Theo ông Ngô Quang Trưởng thì những vị tướng này bị phạt quá oan uổng vì họ xứng đáng gấp trăm lần những ông tướng phè phỡn tại Sài Gòn. Còn tướng Lê Nguyên Khang thì giận dữ nói thẳng thừng: "Anh em chúng tôi không có tội tình mẹ gì cả." Tuy nhiên, đằng sau vụ trừng phạt kỳ lạ này là tâm lý sợ bị đảo chính của Nguyễn Văn Thiệu xuất hiện từ năm 1974. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông ta ra lệnh rút về Sài Gòn sư đoàn dù, vốn là cái nôi trưởng thành của Trung tướng Ngô Quang Trưởng, chứ không phải sư đoàn thủy quân lục chiến. Và cũng vì lý do này, ông Thiệu đã đạo diễn cho Thượng viện Việt Nam Cộng Hòa bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ của tướng Trần Thiện Khiêm để lập một chính phủ mới do Chủ tịch Hạ viện Nguyễn Bá Cẩn làm thủ tướng. Không những thế, ngày 2 tháng 4, ông ta còn ra lệnh bắt 7 người đã cộng tác với tướng Nguyễn Cao Kỳ, 6 người được ông ta cho là 7 mưu chủ chốt và kể cả là Nguyễn Văn Ngạn, nguyên thư ký của ông ta, giờ đang đứng đầu phái dân chủ. Trong khi những thất bại trên chiến trường đang đè nặng lên quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì những động thái chính trị riêng tư và kỳ lạ của ông Nguyễn Văn Thiệu đã giáng một đòn mạnh vào chính thể Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, làm cho cái chế độ này và quân đội của nó càng mau chóng đi đến chỗ sụp đổ và tan rã. Trong các ngày 2 và 3 tháng 4, Giám đốc CIA William Colby đã viết hai bài báo cáo gửi cho Washington với các đánh giá như sau: cán cân lực lượng ở Nam Việt Nam nghiêng rõ về phía Cộng sản, bạc nhược và thất bại chủ nghĩa đã hoành hành trong quân đội của Thiệu. Và chúng tôi nghĩ rằng chỉ trong vòng mấy tháng nữa, nếu không thì chỉ là mấy tuần nữa, Sài Gòn sẽ sụp đổ về mặt quân sự, hay là một chính phủ mới sẽ được thành lập,
chính phủ này sẽ chấp nhận giải pháp theo điều kiện của Cộng sản. Trên đây là hai quyết định có sự ảnh hưởng quan trọng trong sự sụp đổ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những ngày cuối cùng của chế độ. Về những quyết định này, có nhiều ý kiến trái chiều và đánh giá. Phần đông thì cho rằng đó là những sai lầm chiến lược vô cùng tai hại của Nguyễn Văn Thiệu. Có ý kiến thì cho rằng ông Thiệu ra quyết định như vậy là vì muốn bảo vệ quyền lực cá nhân hoặc do chịu tác động từ yếu tố khác, ví dụ như sự viện trợ sụt giảm từ Mỹ. Hoặc là có cả những ý kiến cho rằng những quyết định đó là những hành động có chủ đích nhằm giúp cho quân giải phóng dễ dàng tấn công, đánh chiếm. Vì ông Thiệu là một tình báo của phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, điển hình là cái bút khét tiếng chống cộng Trương Minh Hòa trên báo Tin Paris. Nhưng dù sao thì cho đến bây giờ, mục đích thực sự của những quyết định ấy có lẽ vẫn còn là một ẩn số và để lại nhiều tranh cãi. Nếu như video này làm bạn cảm thấy hấp dẫn, hãy tặng chúng mình một like, một share và một subscribe nhé. Ngoài ra, các bạn có thể tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battleground Người Kể Sử. Nếu quan tâm tới các vấn đề về lịch sử và địa chính trị thế giới, các bạn hãy ghé và ủng hộ kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battleground Khám Phá Thế Giới nhé. Đường link của cả fanpage và kênh YouTube thứ hai team mình có để ở phần mô tả của video này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.